chúc mừng tất cả các bạn. Chào mừng tất cả anh chị em học viên đã quan tâm đến khoa học của tôi ha. Tôi vẫn là Hải Piano đây, và hôm nay thì với clip này tôi sẽ tiếp tục giới thiệu với tất cả các anh chị học viên ở khắp nơi, những người đã đón nhận và đặc biệt những anh chị còn đang mới đang quan tâm cái khoa học online gồm 15 clip và giáo trình cụ thể. Mà đây là một giáo trình rất là mới mà tôi đã đúc kết gần 20 năm vừa đi giảng dạy, đi biểu diễn trên các sân khấu, cộng với làm việc với các MV cho một số ca sĩ. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu sơ qua cho tất cả các anh chị và các bạn về tập 2 của khóa học mà gồm 15 clip cộng với giáo trình ha. Tập 1 thì cũng có gồm 15 clip và giáo trình, và gồm có tất cả những nội dung mà tôi đã chia sẻ ở clip trước. Các bạn có thể vào xem clip tập 1. Và hôm nay tập 2 cũng gồm 15 clip và cộng với giáo trình. Và trong cái khóa học của tôi thì các bạn đều biết rồi, ngoài cái việc mà học cái khóa học mà với giáo trình mà tôi viết ra, cộng với cả 15 clip tôi hướng dẫn chi tiết tôi đã quay lại. Và một việc quan trọng nữa là khi học online để tạo sự hiệu quả, mà nó khác với rất nhiều các cái khóa học khác, đó chính là các bạn sẽ được tương tác cùng trực tiếp với tôi ha. Tôi là người viết ra, tôi là người hướng dẫn, và đặc biệt tôi lại là người trả lời cho tất cả các bạn câu hỏi đó, cho nên sẽ giúp cho các bạn học nhanh hơn, không giống như các bạn học ở tất cả cóp nhạc, ở tất cả các cái clip ở YouTube hay là một số cái giáo trình các bạn mua về thì các bạn sẽ rất là khó học ha. Nhưng với cái giáo trình này, vừa được học trực tiếp với những cái giáo trình mà tôi viết ra, bản PDF này hoặc là ebook, hai là 15 clip tôi hướng dẫn chi tiết từng phần một ha, và thứ ba nữa là tương tác nói chuyện cùng tôi sẽ trả lời cho từng bài, từng clip, từng nội dung cụ thể một, và các bạn sẽ quay clip, tôi sẽ sửa bài cho các bạn gửi bài và tôi sửa cho các bạn, và Hải sẽ là người đồng hành cùng tất cả các bạn trong thậm chí tập 1, tập 2 và tập 3 tới nữa cơ. Tôi mong các bạn sẽ có thể chơi đàn tốt hơn mỗi ngày ha. Và nội dung của của tập 2 khóa hòa âm nâng cao piano thì các bạn sẽ thấy không, tôi sẽ đi vào những cái phần bài tiếp tục bài số 1 nhá, thì tôi sẽ đi về thứ hòa thanh, thứ giai điệu, tại vì các bạn biết rồi, có những cái thứ tự nhiên thì các bạn gồm có hợp âm la này, rê thứ và mi thứ. Nhưng mà tại sao mà các bạn nhìn thấy trong giọng đô trưởng la thứ mà tại sao chúng ta lại xuất hiện hợp âm pha thăng đim đó, hay là hợp âm xoa thăng đim đó, thì tất cả những hợp âm này và cách dùng của nó như thế nào thì tôi để ở trong bài số 1, đó là thứ hòa thanh và thứ giai điệu, làm sao sử dụng thứ hòa thanh, thứ giai điệu vào một bài mẫu cụ thể, cách xếp thứ hòa thanh và thứ giai điệu như thế nào. Đó, rất nhiều bài mà các bạn thấy được sử dụng thứ hòa thanh và thứ giai điệu trên giọng đô trưởng đấy nhá. Tại sao đô trưởng lại có pha thăng và lại có son thăng, ví dụ như bài Người ta nói này. Sao ở giọng đô mà các bạn chơi trên giọng đô trưởng tại sao lại có pha thăng đim, thì cách sử dụng nó như thế nào thì tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn, bởi vì nó nằm ở trong thứ hòa thanh và thứ giai điệu. Bài số 2 thì tôi nói về trưởng hòa thanh và trưởng giai điệu, tại sao trong trong giọng la thứ mà các bạn có thể đệm được hợp âm pha thứ đó. Tại sao lại có pha thứ? Đó, tại sao lại có rê thứ 7? Trong đô trưởng lại có rê thứ 7 chứ 8, vân vân. Đó, hay là trong bài Pop You các bạn nhìn này. Đô trưởng. Đó, các bạn nhìn thấy chưa? Tại sao lại có nốt la giáng ở đây? Vân vân, tất cả những thứ đó tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là trong trường hòa thanh và trường giai điệu. Wow, có rất nhiều các hợp âm các bạn sẽ được sử dụng ngay Happy New Year. Ta ti ta 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 ti ta ti ti ta ta, vân vân, rất là tuyệt vời các bạn. Các bạn chỉ cần dùng trưởng hòa thanh, trưởng giai điệu, thứ hòa thanh và thứ giai điệu kết hợp cùng với nhau để các bạn đệm ca khúc thì đã rất là hay rồi ha. Rồi, bài số 3 tôi sẽ sử dụng cụ thể hơn là thứ hòa thanh và thứ giai điệu, trưởng hòa thanh và trưởng giai điệu để làm câu dẫn, để làm hợp âm dẫn, để lấp khoảng trống. Đó. Tại sao từ đô trưởng? Đó. Bạn nhìn thấy chưa? Đó. Phát thăng đi.
để sử dụng những trưởng hóa thanh, trưởng giai điệu để làm câu dẫn các bạn, để làm hợp âm dẫn, để lấp khoảng trống khi các bạn đệm hát. Và đó, đúng không? Đó là bài số 3. Bài số 4, tôi sẽ đi hợp âm 7. Gồm có 6 loại 7, hợp âm 7. Cấu tạo nó như thế nào? Bấm trên đàn ra sao? Đó. 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 Hợp âm 7, wow, rất tuyệt vời. Các bạn đệm thính ca, nhưng các bạn đệm ca khúc nhạc nhẹ bây giờ toàn bộ là dùng hợp âm 7 hết. Nó là hợp âm rất là hay. Đó. 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 Hợp âm 7, làm sao sử dụng được hợp âm 7? Bài số 5, tôi sẽ hướng cách sử dụng hợp âm 7 đặt cho một cái giai điệu mới. Dùng hợp âm 7 để đặt hòa âm cho giai điệu. Tại vì ở trong tập 1 thì tôi dùng hợp âm 3, hợp âm đảo này, đảo 1, đảo 2, dùng đặt ở bậc 3, bậc 4, bậc 5. Thì ở hợp âm 7 tôi sử dụng đặt vào giai điệu như thế nào? Rất hay các bạn. Đặc biệt các bạn chơi nhạc nhẹ nhá, và các bạn chơi nhạc thánh ca thì hợp âm 7 cực quan trọng. Tôi nói các bạn là rất là quan trọng. Thậm chí những cái thể đảo hợp âm 7 rất là hay. Dây organ ở trong nhà thờ mà dùng hợp âm 7 rất sang trọng, rất đẹp. Và các bạn chơi những bài nhạc nhẹ bây giờ các bạn cũng phải chơi hợp âm 7. Đây là một màu rất là quan trọng ha. Rồi, bài số 6 là sử dụng hợp âm 7 để làm hợp âm dẫn, làm câu dẫn và lớp khoảng trống. Đó, cũng tương tự như vậy. Các bạn biết thử làm một câu dùng hợp âm 7 này, đô 7 này. Đó, đô 7 major. Các bạn nhìn thấy chưa? Đẹp lắm. Fa major. Đó. Mi thứ 7. Đó. Rất là đẹp. Làm sao để sử dụng nó làm câu dẫn? Khi các bạn đệm hát dùng hợp âm 7 dẫn hay lắm các bạn. Rất là cuốn hút, rất là sang trọng, rất là đẹp. Tại vì 7 cái 6 cái hợp âm 7 á, nó có rất nhiều màu sắc khác nhau. Đó. Tôi sẽ làm bài mẫu những cái bài nhạc nhẹ bây giờ, như cái bài là Bông Hoa Đẹp Nhất của Hoàng Dũng, hay là những cái bài Nàng Thơ, hay là những cái bài rất nhiều bài, hoặc là những cái bài của Thánh Ca, nhiều bài lắm. Các bạn sử dụng hợp âm 7 rất đẹp luôn. Rất là đẹp. Rồi, tiếp tục bài số 7, tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn chơi tiết tấu cha 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 cộng với áp dụng vào bài mẫu. Cha 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 là một tiết tấu là các bạn sử dụng khá nhiều bài nè. Cha 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 là tiết tấu chơi khá là nhiều bài nhạc nhẹ. Đó, vui hơn ha. Có một số các tác phẩm nữa và các bạn có thể áp dụng vào bài mẫu luôn ha. Rồi, đến bài số 8 thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn 10 kiểu đệm của tay trái. Wow, nhiều đệm lắm. Để làm sao 10 kiểu đệm này áp dụng vào tất cả các bài hát. 10 kiểu đệm cho các tay trái. Wow, tôi tin các bạn là các bạn rất là khó kiếm ở bên ngoài. Không ai sẽ hướng dẫn cho các bạn kỹ, bởi vì 10 kiểu đệm của tay trái này vừa dùng để solo, vừa dùng để đệm hát. Khi các bạn có tay trái làm phần đệm hay, người ta tay phải dùng làm khoảng trống, làm lớp khoảng trống câu dẫn. Đấy bạn nhìn không? Hoặc là rất nhiều cách đệm, nhiều lắm các bạn. 10 kiểu. Đó là bài số 8. Bài số 9, tôi vào hợp âm 9. Wow, đó. Các bạn nhìn thấy chưa, 7 rồi bây giờ đến hợp âm 9. Chơi nhạc nhẹ và đặc biệt nhạc nước ngoài và nhạc Việt bây giờ các bạn dùng hợp âm 9 rất là nhiều. Đẹp lắm các bạn. Đó. Tây lắm, rất là sang. Màu 9 nó tinh tế, rất là đẹp ha. Rồi, hợp âm và cách xếp ở trên đàn như thế nào. Rồi bài số 10. Tiếp tục bài tiếp theo là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn là sử dụng hợp âm 9 để làm hợp âm dẫn, làm câu dẫn để lấp khoảng trống. Đó, bài 11 là 10 cái câu lót, cái câu dẫn thường dùng. Tiếp tục các bạn nhìn thấy không? Là 10 cái câu lót thường dùng trong khi đệm ca khúc. Đó,
10 câu dẫn, 10 cách đệm mà thường xuyên sử dụng. Tôi sẽ cho các bạn 10 cách, 10 cái cách đệm tay trái, 10 câu lót câu dẫn. Đó, sang đến cái khóa học nâng cao tập 2 này, tôi sẽ đi sâu vào nhiều hơn ha. Và bài tiếp theo tôi sẽ dẫn cho các bạn chơi tiết tấu tango và đặc biệt những cái bài mẫu của tango ha. Vân vân ha. Tôi sử dụng tango nhiều hơn ha. Rồi. Và bài tiếp theo là bài số 14. Thì tôi sẽ sử dụng cho các bạn gần bài về sau thì tôi sẽ sử dụng gồm có 7 hợp âm 9 ha. Và để mà thứ hòa thanh, thứ giai điệu đó để áp dụng vào làm intro, làm outro và làm giang tấu. Đó, khi các bạn chơi, các bạn làm giang tấu thì các bạn sử dụng như hợp âm 7, 9 hoặc là thứ hòa thanh, thứ giai điệu, trưởng hòa thanh, trưởng giai điệu để làm outro ha. Đó. Và bài tiếp theo tôi sẽ để rất là kỹ lắm, tại vì tập 2 này tôi sẽ khuyến mãi cho các bạn một clip nữa, đó là clip số 16. Đó, là thực hành hợp âm 7, 9, 11, 13 luôn, là bài mẫu. Và đặc biệt là tôi tổng kết kinh nghiệm cá nhân khi sử dụng đó. Đó. Và bài tiếp theo đương nhiên là tôi sẽ sử dụng cho hướng dẫn cho các bạn là hợp âm 11, hợp âm 13 như thế nào. Đó, các bạn nhìn này. Đó. Đó. La 11, à, La 13. Vân vân, các bạn chơi đệm hát nhạc nhẹ thì các bạn sử dụng này là rất là nhiều. Hay là một số các bạn đệm nhạc thánh ca một số bài thì sử dụng màu 11 hoặc là màu chia 13 cũng rất là đẹp, để làm cho cái câu dẫn nó rất là xử lý rất nhiều các đoạn hợp âm dẫn với nhau, nghe rất là sang trọng. Đó. Và cuối cùng tôi vừa nói xong đó, thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn thực hành kinh nghiệm từ 7, 9, 11, 13 vào một bài mẫu. Đó, và đặc biệt là tôi chia sẻ các cái kinh thêm cái kinh nghiệm cá nhân khi mà tôi đã đệm rất nhiều các ca khúc và thể loại khác nhau, từ thể loại này nhạc nhẹ, nhạc thánh ca, nhạc pop, vân vân, các thể loại, là thậm chí là một số thể loại như là nhạc jazz hoặc là jazz blues ha. Tôi sẽ thử nữa. Bài các bạn có thể chơi theo kiểu jazz blues nghe rất là dễ chịu đó. Vân vân ha. Thì tôi sẽ share thêm một số cái kiểu phong cách style solo ngẫu hứng cho jazz blues đó, hoặc là swing, các tiết tấu swing ha. Vân vân. Đó thì tôi vừa giới thiệu sơ qua cho các bạn về tổng quan về tập 2 của khóa piano hòa âm nâng cao đệm hát. Đó, thì các bạn bất cứ câu hỏi nào hãy cứ nhắn tin cho tôi. Tôi đã để số điện thoại ở trên phần mô tả và email nữa. Đặc biệt có thể các bạn có thể gửi qua Messenger, Facebook cho tôi. Đây là những cái kinh nghiệm mà tôi đã đúc kết lại để hướng dẫn cho các bạn về cái khóa học nâng cao này. Tôi hy vọng rằng là cái khóa học này, tập 2 này sẽ giúp cho các bạn tiến bộ hơn cái khóa tập 1, và các bạn sẽ thấy rằng là các bạn sẽ đến một level tiếp theo, các bạn sẽ chơi tốt hơn ha. Và cảm ơn các bạn rất nhiều, và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng và đã tin tưởng và đồng hành cùng với Hải. Và Hải tin chắc rằng là sẽ không để tất cả các bạn thất vọng. Hải sẽ luôn luôn ra những cái clip, những cái khóa học chất lượng nhất, tốt nhất của Hải có được để giúp cho tất cả anh chị có hứng thú hơn học đàn mỗi ngày và phát triển hơn mỗi ngày. Và cảm ơn tất cả anh chị rất nhiều, và hẹn gặp lại.